Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi thử cái tivi này đây, bởi vì trong thời gian tôi sửa thì đã xong. Trước đó thì bảng của nó là cứ chạy được vài ba phút là cứ tắt, sau đó tôi chữa thì còn nó được khoảng gần tiếng nó tắt. Thì trong quá trình sửa thì chủ yếu là hở hở hoặc là hỏng mấy thứ đấy. Nó bây giờ thì chạy lâu hơn nhưng nó vẫn tắt, thì hiện tượng như vậy thì đèn cũng có kém rồi, cho nên chúng tôi phải tiến hành thay đèn hình. Bởi vì loại này thì là loại Samsung này, còn tôi thay cái đèn hình này, đèn hình của Toshiba đấy. Đấy, và trong thời gian tiến hành thay thì chúng tôi phải khởi cái này này. Đấy. Bởi vì trong thay đèn hình thì chúng ta nên nên tìm cái đèn bóng tương thích. Đây, loại này đèn cổ nhỏ này, các bạn thấy không? Đấy, trên kia tôi cũng phải tìm cái đèn cổ nhỏ ấy. Đấy, nó cổ nhỏ mới bỏ được, cổ nhỏ với cổ to thì không bỏ được đâu. Đấy, đây là cái hồi tụ này. Hồi tụ này thì để hồi tụ ở trong màu cho nó chính quy. Đấy, thường thường thì chúng ta thay đèn hình thì những cái này nó lệch lạc ấy, nó không được chính xác như gốc của nó. Cho dù là đèn hình hàng của nó, nhưng phải là phải đồng bộ như thầy. Cuộn lái này cũng vậy, cuộn lái của nó cũng phải đồng bộ với nó thì nó mới hình ảnh đẹp được. Còn chúng ta thay thì kiểu gì cũng có, không ít thì nhiều nó cũng có thôi. Đấy, đây cuộn lái này, chúng ta thay cái này thì chúng ta từ từ vậy thôi, cứ làm vậy. Cái này nó còn các vít thì chúng ta vặn. Trong quá trình sửa chữa thì chúng ta nên tùy biến từng loại. Chúng tôi thì cũng do thời gian lâu rồi cho nên mọi công việc thì nó cũng có phần ấy hơn, làm nhanh lẹ hơn. Nhưng mà vì nói chung phải có kinh nghiệm thời gian, nếu người nào có tích lũy hoặc thông minh này khác thì nó có thể là mau hơn. Còn chúng tôi thì lớp có tuổi rồi, năm nay cũng 40 rồi, thành ra là nó biết cái gì thì làm cái ấy. Và thời gian tôi biết thời gian là tôi thể làm với các bạn nhiều thứ nữa. Nhưng vì thời gian này tôi đang còn học về thêm từng website, cho nên nó không có thời gian để làm. Tại vì cái này thì tôi thường làm thường xuyên hơn, còn cái kia giờ tôi cũng đang còn học đấy nhé. Tôi cũng phải học các cái nghề khác để mà ngon nghề, thêm nghề để mà làm. Thực chất thì YouTube thì làm vậy chứ tiền thì chẳng được bao. Nên là công việc chủ yếu là làm nghề, làm nghề là chủ yếu. Đây, còn đây mảng mạch của nó. Đấy, mảng cùng rất chi là nhớp. Cái này có lẽ do nguyên nhân ngâm lụt của nó đấy. Cái vùng đó là vùng lụt nên là đấy.
đây đây dây khử từ này, còn đây là mệt cho đèn hình này. Đấy. Có vậy thôi. Còn dây nguồn, nó tivi càng ngày thì nó càng phong phú hơn. Các bạn thông cảm bởi vì ở đây tôi vùng quê, cho nên cái tiếp cận với công nghệ mới như các cái loại tivi đời mới hoặc những cái ấy thì chúng tôi chưa có, cho nên chúng tôi vẫn đang làm những cái này thôi. Bởi vì như ở chỗ khác thì tinh thể lỏng, bây giờ tôi tinh thể lỏng thì thỉnh thoảng mới có thôi, cũng chưa nhiều, bởi vì dân đang dùng ít. Còn thành phố thì hầu như là người ta chữa bên cái kia rồi, nhưng mà không sao, chúng tôi làm đến đâu thì chỉ các bạn làm đến đấy, không ra sao. Chúng tôi dần dần thành phố đi trước thì nông thôn cũng đi sau thôi. Chúng tôi ở đây sống cùng quen thành, cùng nói chung cùng quen đô, cho nên cũng không phải là đến nỗi là cùng nông thôn đâu. Vì đấy, chúng tôi tiến hành kéo đèn hình ra. Đấy. Tôi tiến hành một đèn mới vào. Đấy. Chúng ta tiến hành vặn vít. Đấy, chúng ta tiến hành là vặn đèn hình vào trong này. Cái này thì cái khử từ của nó. Cái này thì chúng ta nên để lại. Bởi vì cái của nó đèn hình này, cái của nó tôi dắt lên thường cuộn lại thì lấy rồi. Nhưng ấy. Đấy. Cái này trước khi muốn thay thì chúng ta phải chùi đánh sạch sẽ. Nói chung là cái gì khâu vệ sinh cho nó đỡ, sau này giờ này có hỏng hóc gì thì nó vẫn cũng đỡ hơn. Chứ không nên đấy. Để thế thì cũng được thôi, nhưng mà nó sau này mình ngại nãy. Cho nên đang có thời gian mình làm cho họ một tí. Đấy, mình làm cho về họ một tí, nó sạch sẽ. Đấy. Đặc biệt là các cái lỗ của vũ cao âm này, để cho nó tiếp xúc tốt này, không có nó đánh lửa, sẹt lửa. Chúng ta phải làm lại. Chúng ta tiến hành một cuộn lái vào. Đây, cuộn lái nó đây. Tôi đang à, cuốn đèn hình. Đấy, chúng ta tiến hành bỏ lái vào, bỏ cuộn lái vào. Đấy.
Đấy, chúng tôi bỏ cuộn lõi vào, bỏ cái hồ trâu vào. Đấy, quá bẩn. Đấy, chúng ta tiến hành bỏ màng vào. Chúng ta đi. Tiến hành bỏ màng. Đấy, chúng tôi kết nối vũ cao áp vào. Và chúng ta làm lại dây gren. Đây, dây này thường thường là ở trong thường hay oxy hóa lắm này, cho nên chúng ta phải làm lại. Những cái này nó làm cho đèn hình cũng có thể bị như vậy đấy. Nha, trường hợp như vậy thì chúng ta nên là đây của nó ở đây. Đấy. Có lẽ cái này chúng ta nên là tiến hành phải thêm thiếc vào. Đây, chúng ta tiến hành bỏ vào. Nó mắc cứng rồi. Trời. Trường hợp này là bị chẹt đấy. Đấy, thế là chắc đấy, ok đấy. Chúng ta tiến hành bỏ vào, bỏ lấy đèn hình vào. Đây, không biết ra. Đấy, kết nối các cái phụ khác. Cũng như là đấy, còn cái này tôi phải cấy vào dây mát cho đèn hình, cái này rất quan trọng này. Nhiều lúc không có mát là nó gây ra nhiều hiện tượng này. Mát của nó gầm vào đây. Đây, các bạn thấy không? Đấy, mà hàn từ cái dây của nó ở bên chỗ này. Đây, như tôi hàn cho các bạn xem. Rồi đấy, và tôi kết nối. Đấy. Còn các kết nối ở bên dưới này. Đây. Nó có âm thanh này. Âm thanh tôi bỏ dắt âm thanh cho họ. Kết nối với lỗ AV này. Rồi. Còn đang có một vấn đề nữa. Nó còn kết nối với dây của cuộn lõi này. Cuộn lõi này. Đây.
kết nối với dây cầu từ này, dây cầu từ này. Đây cái này lỗ nhỏ, cái thân này là lỗ to, chúng ta phải cắt từ bên ấy sang. Đấy, như vậy chúng tôi tiến hành là xong. Bây giờ chúng tôi phải chiếu thôi, chiếu lúc nào đến lúc nào nó hết tiếng mà nó không tắt thì thôi. Đấy, chúng tôi bây giờ kết nối. Bạn đây thấy báo tín hiệu không ấy, tôi bỏ đi vào. Đấy, như vậy hình ảnh đấy. Bây giờ tự chạy thôi. Thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem, nhớ ấn nút like và thông qua ra để giúp đỡ chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn.